Kính bạch thầy, pháp môn niệm Phật là pháp môn nhị lực của chúng sanh và của Phật A Di Đà. Thì khác với tôn giáo khác ở điểm nào khi họ cũng thờ một vị giáo chủ của họ? Thì cái ý của câu hỏi á, là nói rằng khi mình niệm Phật là mình theo một pháp môn niệm Phật ấy, trì danh niệm Phật. Thì cái pháp môn này có hai cái lực, một là tự lực và lực của cái người niệm Phật, tự lực của chúng sanh; hai là lực của Phật Di Đà, gọi là tha lực. Nhị lực tức là tự lực và tha lực. Nếu như mà mình chỉ chờ tha lực của Phật mà mình không tự lực thì cũng không sao, nhưng mà lâu lắm có khi không được. Có một ví dụ, mình muốn có cơm ăn, mình vo gạo, mình đổ nước rồi, nhưng phải cần, đó là mình tự lực rồi, nhưng mà cần cái lực thứ hai là gì? Lửa, điện. Nếu không lửa, điện thì lấy gì đâu nữa chứ. Vì vậy cho nên mình vo gạo nấu là tự lực, nhưng cũng phải cần cái lực trợ cho nó chín cơm, đó là lửa hay là điện, phải không? Đức Phật hứa sẽ tiếp mình, nhưng mà với điều kiện là mình phải nỗ lực muốn về đó. Người muốn về đó mà không có tính, không có nguyện cũng về được. Không tin và không muốn về thì làm sao về? Ví dụ như bây giờ những vị ở Toronto, hạ ở Hamilton, lái xe lên đây xa lắm à. Nhưng mà muốn có tới và nguyện tới thì sẽ tới và đã tới. Bây giờ mình, ví dụ mình tin ở chỗ đó có mà mình không nguyện tới cũng không tới. Ví dụ như có nhiều người đăng ký thành dự có tu, sau đó cũng phật tới nói thôi tôi nghe đông quá, tôi nghĩ chắc đông không có chỗ là thôi cancel cũng tới. Thì tính là có nhưng mà không có quyền tới thì không tới. Thì ở đây mình tu, mình có hai lực, tự lực và cầu lực của Phật. Thì cái người đạo khác thì cũng thế thôi, một đấng tối cao nào người ta tính, ta tin tưởng, ta quy ngưỡng đó, đó là tha lực của cái vị đó. Và vị đó cũng phải nỗ lực làm gì đó để được cái sự tha lực của đấng bề trên của mình. Còn chúng ta, những vị nào mà chuyên tu, bây giờ Pháp Hòa nói, ngay cả Đức Phật Thích Ca, Ngài mới nói, Ngài chỉ cho mình rõ ràng là Ngài chỉ con đường mình đi. Nhưng nếu mình không đi thì làm sao mình tới? Câu hỏi kế tiếp, vị này mới nói rằng trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói tự mình phải thắp đuốc lên đi. Vậy mà tại sao trong kinh Địa Tạng lại nói rằng có người dẫn dắt đây, chỉ dẫn một người tu có thể giúp đỡ gia đình hoặc những người chung quanh, phải có nghịch nhau không? Đó là Phật dạy thì mạnh nay lấy tu mà sao giờ có chuyện mà mình dẫn dắt gia đình. Thế là chúng mình chỉ dẫn dắt thôi, chứ còn tu hay không là phải họ đấy chứ. Bây giờ Pháp Hòa nói, bây giờ quý vị lập sẵn cái bàn thờ, quý vị đưa cho sông chuỗi, quý vị đưa cháo tràng, thậm chí chuông mở kinh sách có hết, là trợ lực chứ gì nữa. Nhưng bây giờ người đó treo áo tràng, nói treo chuỗi đó không chịu tự lực tu thì làm cái gì được? Coi như mình support người đó, mình ủng hộ người đó đủ hết các thứ, nhưng người đó không tự nỗ lực thì cũng chịu. Nhưng mà không có người nào tu mà không cần sự dẫn dắt. Mình đang là mình tự mình nỗ lực mình niệm Phật đó, mà mình không phải đương vào kinh sách, không đương vào các bậc đạo sư về pháp môn này thì quyết gì tu. Cho nên hồi nãy có Hoàng có thưa đó, làm việc gì trong đời này cũng phải biết cách. Muốn đi bất cứ ở đâu, dù ngắn dù dài phải biết đường. Đây nội thì đây mà qua trời đường thành cái chỗ mình ăn cơm mà không biết đường đi cũng đâu đi tới.
Ví dụ như nói quý vị lấy chúng tôi cái chén uống mà bảo biết cái bếp nằm đâu thì không thể nào đi được. Thế thì chúng ta phải biết rằng muốn đi thì phải biết đường, muốn làm phải biết cách, muốn tu cũng phải biết cách. Điều đó không có nghịch lý, dẫn dắt cho mình, chỉ dẫn cho mình không? Nhưng mà mình phải tự nỗ lực. Bây giờ mình nấu cơm cho con, mình nấu hết tất cả, thậm chí bây giờ thương nó quá, ngồi đút nó từng muỗng luôn, nhưng mà cuối cùng nó phải làm việc gì? Nó phải nhai nuốt chứ. Giờ mình cũng kìa thương con, ốm cho nó rồi mà nó nuốt cũng chịu không? Cho nên mình tu có hai cái lực, một là tự lực, hai là tha lực. Có Hòa nói ví dụ mình cần gũi thôi. Quý vị đã từng nghe bài giảng của Hòa trên YouTube chưa? Nhưng mà tại sao vẫn chưa đến tới? Thì khi mà mình có mặt người đó trực tiếp hướng dẫn, mình cảm nhận cái lực đó. Sự thật là vậy thôi. Mình coi Paris by Night cũng được vậy, nhưng mà tại sao mình vẫn bay qua Mỹ mua cái giá mấy trăm đồng coi? Tại vì mình coi live show đó. Phải không nào? Cho nên cái gì cũng vậy, mình tự lực là điều cần thiết, nhưng cái sự trợ lực của người khác cần lắm, rất là cần. Thật ra đa số khó tu khó bỏ đi đó, là đi một mình, không có các thầy đi theo, thì mình cũng làm được, nhưng mà hơi cực cho mình. Và rồi cuối cùng cũng phải kiếm một vài Phật tử ở đó giúp cho mình thêm những công việc mình không thể làm. Ví dụ như là danh sách quy y đưa vô, Pháp Hòa chỉ cho tên thôi. Pháp Hòa đặt tên xong rồi thì các vị khác phải viết giùm. Ví dụ ngày tối hôm qua là khoảng chừng 70-80 người đăng ký thôi. Rồi sáng hôm nay sau khi xong rồi 70-80 người gọi là on call emergency, last minute mua vé tại cửa. Mà bây giờ mà không chịu họ cho mua vé tại cửa, họ mua luôn thì mình bắt rapper. Cho nên là thủ giả hàng thủ. Quý vị biết Pháp Hòa có những cái buổi Pháp Hòa đi giảng thanh niên ở vùng đó chịu nghe đó. Và khi Pháp Hòa tới thăm rồi lân la ngồi nói chuyện cái đâu tới 1 giờ sáng cái con vi được này. Trời ơi, 1 giờ sáng phải lên thức Phật dậy, Phật có đứa muốn quy y, nó quy y xong cái lát xuống ngồi cái nó khuyến khích mấy đứa bạn đó, rồi nó ngồi cái hai đứa nữa xin quy. Có nhiều khi một đêm về có quà quy 5 lần vậy, 2 đứa 3 đứa nhưng vẫn có bỏ được. Tại vì thưa đại chúng là chúng sanh mà phát tâm tu thì hiếm lắm, còn chúng sanh mà phát tâm thối lui thì nãy vậy đó, cho nên hãy nó phát luôn hàng chục. Có quà là không có 5 member nha, nhưng mà vì mình chỉ nghĩ người đó thôi. Cho nhiều lúc có quà nói với thầy, mấy thầy là thân quen nha, mình là người tu, mình nên hiểu và thông cảm, mình phải hiểu được cái nhu cầu của chúng sanh, tùy thuận họ. Mình đừng có, mình người tu với nhau, mình đừng có và buồn phiền với nhau vì vấn đề đệ tử. Tất cả đều là Phật tử tu tập, mình là quy tập chung. Nhưng mà một người nào có duyên với họ thì đại diện ra làm lễ, quan hệ với nhau trong cái công việc. Cái quan trọng là Phật tử tu sĩ tại gia người ta phát tâm, người ta tu, thì cái điều đó là cái điều cần thiết. Ở đây mình tu là phải cần có trợ duyên trợ lực, chứ còn mình tự lên thì được, mình tích cực xuống được. Ví dụ như quý vị thấy mình vào trong một cái, mình ở nhà mình tu một mình, mình coi vậy chứ tu mình toàn thân là tu, có người đồng giúp cho mình. Ví dụ như mình tụng kinh, bây giờ bạn đời của mình nó thôi tới giờ và tụng kinh mình sẽ tụng, để tôi đi đón đứa nhỏ hay là nó về tôi lo cho nó biết cô, cứ đi tụng kinh cũng đỡ cho mình. Còn nếu mà không có ai phụ thì mình tụng cho tụng lẻ lẻ để canh nó về cho nó ăn, nó cũng được. Mà mình phải bị cái chi phối. Trước đây tu mấy đời tịnh độ
bây giờ muốn tu theo thiền, xin thầy cho biết có được không? Bây giờ vị nào mà mình trước kia mình tu tịnh độ, bây giờ mình tu thiền, đã tu rồi mà thấy được không? Thấy được là được rồi. Thưa đại chúng, hồi sáng mà có thưa đó, mình đừng có bị kẹt vào một đạo Phật pháp môn. Mục đích của đạo Phật là giải thoát khổ đau, còn cách thức nào đó là chỉ là phương pháp. Anh uống thuốc này không hết, không hợp, anh đổi thuốc khác. Anh đổi thuốc đó mà thấy hợp, anh cứ uống. Không có bác sĩ nào phạt anh, cũng như không có Phật nào buồn. Hỏi tịnh độ ai dạy, thiền ai dạy, uống hợp. Chứ mình tu sao biết tu theo Phật thôi chứ. Thành nữ ra không có gì trở lại. Cái gì hợp là của. Thậm chí trong các cái pháp tu Phật dạy điều đó mà mình thấy không hợp với mình không theo cũng không có tội. Đức Phật không phải là một người thần bất phạt bình đẳng thứ kiểu. Theo thì Phật thương, Phật cho mình được cái này, không theo Phật bỏ cái kia. Nếu thật sự Phật làm điều đó, không phải là Phật. Ngài là một thần hay là một cái người còn sân si theo ta thì thuộc ta thì sống, còn nghịch ta thì không dám nói. Cái gì nói à? Dạ tớ đang chấm chấm thôi. Đi giảng không có bụng quả nữa. Đức Phật không phải vậy. Ví dụ bây giờ quý vị hứa là ăn chay tháng, mà giờ xong việc rồi không ăn chay, Phật cũng có rảnh đâu mà bỏ đứa nào ăn cũng lấy. Có cái cô đó, cổ hứa cạo đầu, khi cũng có chuyện cổ hứa. Sau cái bữa nọ cổ lên cổ nói thầy, bây giờ con hứa xong rồi, bây giờ mấy đứa nhỏ con nói con má hỏi thầy con xin thì má được không? Nói xin gì? Xin giá kéo. Con qua hồi thấy chà, chuyện là hơi khó ăn. Đi bước chi trở lại bác cảnh xin. Giỡn thôi, nhưng mà sao còn nói. Nếu mà thí dụ bây giờ cô không có gạo đó, cô không sắp hết, đó là chuyện của cô. Cô muốn nhá kéo, cô không muốn nhá kéo gì, quyền của mình hết. Vì xưa khi mình gặp hữu sự, không ai ép mình phát hiện được lời của mình. Và khi mình nguyện cái điều đó rồi, mình không làm, Phật không hề trách móc gì mình. Nhưng có, mình phải chuẩn bị là mình sẽ khó chịu lắm, vì mình cảm giác như mình lừa Phật vậy. Mình tự mình cảm thấy cái mặt cảm mình giống như lừa. Hôm đó gặp chuyện cần thiết quá xin cạo cái đầu, rồi bây giờ xong chuyện rồi xin nhá ba lá kéo đó, thì mình tự cảm thấy là mình như không có được trung thực với cái lời hứa của mình. Tự khó chịu thôi chứ Phật không có làm gì. Nhưng mà con nhớ ông bà mình hay nói xấu mặt thì lâu, xấu đầu mấy chắc. Mình cạo tóc xong rồi chừng tháng sau thôi là tóc mình nó đã ra lại. Thành nữ ra đừng có lo cái chuyện. Xin lỗi đại chúng, mình ngộ lắm. Lúc mình bệnh mình uống thuốc, không uống nó cũng rụng. Và thậm chí mà nó ra len hoen kỳ quá cũng tự cạo nữa. Tại sao phải không? Thà là cạo sạch, còn không thì phải tóc nhiều, rốt cuộc cũng vì mình đẹp. Vâng, cho nên mình không làm thì cái điều đó không có gì. Ở đây pháp môn cũng vậy. Trong kinh nói Phật có 84.000 pháp môn. Thưa, không có cái pháp môn nào mà tới 84.000. Bây giờ hỏi là pháp môn 1 là gì, 2 là gì, 3 là gì, không có. Nhưng mà bởi vì bên Ấn Độ á, cái gì mà số nhiều thì người ta hay lấy con số nhiều ra đó. Ta lấy con số đó ra đó. Cũng giống như người Việt Nam mình mà nhiều thì mình kêu là gì? Hàng hà sa số. Hàng hà sa số là danh từ của Phật giáo. Hàng là sông Hàng. Hàng hà là sông Hàng.
Sa số là số cát. Mình nói dịch tiếng Việt là số cát sông Hằng. Và bây giờ cái từ đó là nguyên thủy trong Phật giáo. Thấy không? Rồi bây giờ đó là cái từ đó nó đi vào trong cái dân gian Việt Nam thành một cái câu nói. Ở dưới miền Tây có cái từ nhóc luôn. Cái gì mà nhiều cái trò của nhóc luôn. Không biết nhóc cỡ nào nữa. Cho nên mà quý vị tu cái nào mình hợp cho mình tu. Hoặc là quý vị phối hợp. Ví dụ như quý vị buổi tối đi ngồi ha, khi quý vị hít vô, quý vị a di, thở ra là a di đà Phật. Không sao đâu. Rồi bây giờ mình ngồi mình mỏi chân quá, mình đứng dậy mình đi thiền hành. Chân trái a di, chân phải đà Phật. Thở vô a di, thở ra đà Phật. Cái đó trong 12 pháp niệm Phật gọi là sổ tức niệm Phật. Sổ là đếm, tức là hơi thở, đếm hơi thở niệm Phật. Rồi mình đi kinh hành từng bước gọi là kinh hành niệm Phật. Lấy cái sông chuỗi làm như này gọi là sổ châu niệm Phật. Sổ là đếm, châu là chuỗi, đếm chuỗi niệm Phật. Sổ châu niệm Phật, kinh hành niệm Phật, sổ tức niệm Phật. Đem hình Phật ra để trước mặt mình, nhìn Phật qua tường, nhìn Phật rồi niệm Phật, quán tướng niệm Phật. Không có hình Phật, đi tới một chỗ có hình Phật rồi, quán tưởng niệm Phật. Cách nào niệm cũng được hết á. Quý vị có đọc cái quyển gọi là 48 pháp niệm Phật không? Ngược lại, mình tu thiền, hơi thở, bước bước thở, bước trái thở, bước phải thở, ngồi đâu? Có bao giờ ngưng thở đâu? Rồi bây giờ niệm Phật mục đích cũng trở về cái tịnh tâm. Niệm Phật cũng mục đích trở về cái tịnh tâm. Mà tâm tịnh là giải thoát các ràng buộc. Nhưng cuối cùng pháp môn tu là để giải thoát. Mình dính mắc pháp môn là mình bị ràng buộc. Nếu con mới biết đọc kinh không lâu thì con có thể hồi hướng cho người khác không? Đọc kinh mới, đọc kinh cũ, có đọc là có hồi hướng được. Giống như thế, con nấu ăn lâu năm và con mới biết nấu ăn cho người khác ăn được không? Anh có nấu là nấu chín là ta ăn được. Làm đó,